Xin chào mọi người ạ. Chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Drop, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO ạ. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh hãy bấm chút đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Crowdy Finance ạ. Để tham gia về sự kiện Airdrop của dự án này, mọi người click vào link mình ở phía dưới phần mô tả video ạ. Rồi, tham gia sự kiện Airdrop của dự án này, mọi người sẽ nhận được 5 điểm ạ. Vậy mọi người sẽ nhận thêm 1 điểm dành cho một rep mọi người mơ được để tham gia dự án ạ. Rồi sau khi dự án phân phối, nó sẽ quy đổi từ số điểm của mình để thành số lượng token mình nhận được ạ. Rồi sau đó mọi người bấm start để mình tiến hành làm nhiệm vụ của dự án ạ. Mọi người click vào drop cho mình ạ. Mọi người tiến hành làm nhiệm vụ show drop channel của dự án trên Telegram ạ. Rồi sau khi show drop, mọi người nhớ xác thật mình không phải là người máy ạ. Sau đó mọi người tiến hành show channel ạ. Rồi mình sẽ lưu ý là nếu mà bạn nào full group hay channel trên Telegram, mọi người trên dự án này mọi người để phân phối mọi người thoát nhóm như mình ạ. Rồi sau đó mọi người cho channel cho mình ạ. Tiếp theo mọi người quay trở lại chatbot ạ. Mọi người tiến hành follow từ Twitter, like và retweet bài post của dự án về các thể bạn bè ạ. Rồi mọi người tiến hành follow ạ. Mọi người like và retweet lại về các thể bạn bè cho mình ạ. Tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án Shamedom ạ. Rồi mọi người dùng phần mềm phát AB cho mình ạ. Rồi mọi người quay trở lại chatbot, mọi người registration trong khi mà chờ đợi ạ. Rồi mọi người tiến hành giảm bài cấp tre ạ. Nhập địa chỉ email của mình ạ. Rồi mọi người, cuối cùng mọi người gửi địa chỉ ví BEP 20 của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask 6 Wallet ạ, mạng 3 nền Smart Chain ạ. Rồi sau đó mọi người gửi profile link Twitter của mình ạ. Để lấy link mọi người về trang cá nhân Twitter của mình, sau đó mọi người sao chép địa chỉ liên kết ạ. Rồi sau đó mọi người gửi link mình để retweet bài post của dự án và gắn thẻ với bạn bè ạ. Rồi mọi người nhớ mình retweet là link mè chắc có yêu cầu ạ. Mình sẽ phép retweet là. Rồi mọi người về trang cá nhân của mình ạ, để lấy link ạ. Mọi người vào phần tweet và câu trả lời ạ. Rồi mọi người copy link ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành là quay lên nhiệm vụ Medium ạ. Mọi người follow cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người lấy profile link Medium của mình luôn ạ. Mọi người click vào ô tròn ạ. Rồi sau đó mọi người click vào avatar của mình ạ. Rồi click vào username của mình ạ. Rồi mọi người copy lên ạ. Mình tắt copy cho mình ạ. Rồi cuối cùng mọi người kiểm tra lại tất cả thông tin của mình ạ. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop này, mọi người có thể copy link mời bạn bè người thân của mình tham gia cùng ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.